Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2024 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đắk Lắk nỗ lực nâng cao chỉ số PCI. Triển khai chiến lược dữ liệu tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Khởi nghiệp với nghề làm rượu cần Bây à giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân huyện Trọng Anna đã tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày thành lập huyện Trọng Anna, 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk. Hội thao có sự tham gia của 700 vận động viên thi đấu ở 7 môn là cầu lông, bóng bàn, bóng đá mini, tennis, kéo co, nhảy bao bố, bóng chuyền hội thao góp phần tạo sân chơi lành mạnh bổ ích nhằm nâng cao thể chất trao dồi sức khỏe tạo khí thế mới trong việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện đồng thời đây cũng là dịp để cán bộ công chức viên chức và người lao động trên địa bàn huyện giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm thắt chặt tình đoàn kết góp phần nâng cao hiệu quả công việc Hội chữ thập đỏ thành phố Buôn Ma Thuột đã phối hợp với các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chư E Pù. Tại chương trình có trên 120 người cao tuổi neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn đã được các y bác sĩ của trung tâm y tế thành phố Buôn Ma Thuột và khoa mắt bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí các bệnh về mắt, tiêu hóa, xương khớp, huyết áp người dân còn được cập nhật truyền thông các biện pháp phòng chống những căn bệnh người già hay gặp như huyết áp, tiểu đường, tim mạch vân vân. Cùng với khám chữa bệnh, các đơn vị tài trợ trao tặng 120 suất quà với tổng trị giá trên 70 triệu đồng. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm cải thiện nâng cao sức khỏe cho người dân chỉ số bci là chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế mức độ thuận lợi thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh thành phố qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân thời gian qua tỉnh đắk lắc đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện đề án cải thiện nâng cao chỉ số bci với nhiều giải pháp đồng bộ Điểm số PCI năm 2023 của tỉnh Đắk Lắc đạt 64,46 điểm, xếp thứ 51 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 3,55 điểm và 9 bậc so với năm 2022. Cho đến nay, Đắk Lắc đã không ngừng nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI. Thường xuyên nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ những điều kiện cần thiết để giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất và phát triển bên cạnh đó để thực hiện quy định cụ thể và các nội dung hỗ trợ cơ bản dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh đã tích cực đưa ra các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhằm góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn trong đó doanh nghiệp được tạo nhiều điều kiện hỗ trợ giảm bớt khó khăn để sớm quay trở lại đà phục hồi tăng trưởng các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh được thực hiện đặc biệt là công tác cải cách hành chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư rút ngắn thời gian gia nhập thị trường cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai chiến lược dữ liệu tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, trung tâm dữ liệu của tỉnh được kết nối và chia sẻ dữ liệu với nhau, tạo thành mạng lưới chia sẻ năng lực tính toán, xử lý dữ liệu lớn phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh các nền tảng điện toán đám mây của tỉnh và các nền tảng ứng dụng trên di động phục vụ cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng 100% nhu cầu lưu trữ, thu thập, kết nối, chia sẻ dữ liệu. 100% dữ liệu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được hình thành tại trung tâm dữ liệu của tỉnh được đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ phục vụ cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành, ban hành chính sách của cơ quan nhà nước và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số xã hội số của tỉnh. 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được số hóa. 80% dữ liệu về kết quả thực hiện các thủ tục hành chính được tái sử dụng, chia sẻ theo quy định, đảm bảo người dân và doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện các thủ tục hành chính. Kế hoạch nhằm thu thập, xây dựng, phát triển, khai thác, sử dụng và làm giàu dữ liệu tại Trung tâm Lưu trữ Dữ liệu của tỉnh. Cùng với đó, kết nối liên thông dữ liệu của tỉnh với dữ liệu quốc gia nhằm tạo tiền đề cho việc khai thác hiệu quả dữ liệu, tạo ra nguồn dữ liệu phong phú cho tỉnh nhà và góp phần làm giàu dữ liệu quốc gia. Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh các giải pháp để ngăn chặn nguy cơ bệnh sởi diễn biến phức tạp khi số ca bệnh liên tục tăng mạnh trong một tháng qua, đặc biệt là sau 3 năm liền không ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, Tính đến ngày 19 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận 136 trường hợp mắc bệnh sởi tại 14 trên 15 huyện thị xã thành phố. Trong đó, thành phố Buôn Ma Thuột là địa phương có số ca mắc cao nhất với 74 trường hợp. Tỷ lệ tiêm vaccine sởi trên phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắc đạt 55,3%. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắc, bệnh sởi đang có tình trạng báo động qua điều tra cho thấy nhiều trường hợp chưa tiêm phòng vaccine sởi. Nguyên nhân do trong năm 2023 Đắk Lắk xảy ra tình trạng thiếu vaccine nên đã tạo khoảng trống miễn dịch khiến bệnh gia tăng. Bên cạnh đó, nhiều người dân chưa hưởng ứng với công tác tiêm chủng. Ngành y tế đang tăng cường tuyên truyền để người dân tiêm vaccine vì nếu không tiêm phòng sẽ gây khó khăn rất lớn trong công tác phòng chống bệnh. Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát bệnh sởi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các địa phương tiến hành điều tra ca bệnh, ra soát thống kê những trẻ em dưới 5 tuổi chưa được tiêm chủng, tiêm chưa đủ mũi hoặc không rõ tiền sử tiêm vaccine phòng bệnh trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắc, đồng thời lập kế hoạch dự trữ vaccine để tổ chức tiêm bù tiêm vét cho trẻ em. Hiện nay, học sinh ở các cấp học đã trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Đây cũng là cao điểm cần phải quan tâm đến việc bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Bởi khi mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao và khi có nhiều học sinh điều khiển phương tiện đến trường thì nguy cơ mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông là điều dễ xảy ra. Theo thống kê từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 22 người chết, 16 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 37 vụ, tăng 14 người chết, tăng 16 người bị thương. Trước thực trạng này, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông cho cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh thì các lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, rượu cần của người Ê Đê là một đồ uống đặc sản đậm hương vị truyền thống. Hiện nay, việc nấu rượu cần kinh doanh đã mang lại thu nhập ổn định cho nhiều bà con, góp phần gìn giữ được nét đẹp truyền thống của dân tộc Gia đình bà Nie Hà Phong ở Buôn Cốp, xã Rai Sáp, huyện Krông Anna, có truyền thống ủ rượu cần nên ngay từ nhỏ bà đã được làm quen với quy trình làm rượu cần. Khởi nghiệp với nghề truyền thống này, bên cạnh nắm chắc quy trình, bà Hà Phong đã tìm hiểu những thông tin liên quan đến nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Sau một thời gian vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thương hiệu rượu cần ai thì của bà được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến. Trung bình mỗi năm, cơ sở sản xuất khoảng từ 300 đến 500 ché rượu, đem về lợi nhuận khoảng 100 đến 150 triệu đồng một năm. Mình muốn duy trì cái truyền thống nét đẹp của người đồng bào ED, của các dân tộc Tây Nguyên, cho nên là mình muốn là phát triển cái mô hình nấu rượu cần. Với lợi thế nằm trong buôn du lịch cộng đồng ngoài rượu cần và Hờ Phong còn sửa lại nhà sàn để đón khách du lịch, kết hợp với các sản phẩm du lịch văn hóa khác, đồng thời đẩy mạnh việc quảng bá giới thiệu sản phẩm rượu cần thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội đến đông đảo khách hàng. Thông qua cái mô hình này thì mình cũng sẽ truyền lại cái nghề cho con, cho cháu để tiếp tục duy trì. À, cho nên là ngay cái thời điểm mình à, làm cái rượu cần này mình đã à, dẫn dắt các con của mình các cháu của mình sẽ tham gia à, từng cái công đoạn. Chúng tôi đã tổng kết và đánh giá và đã giao cho một số cán bộ công chức về bộ phận chuyên môn để thường xuyên gặp gỡ trao đổi để hướng dẫn các cái hộ tham gia vào cái hình thành cái chuỗi sản phẩm trên địa bàn. Rượu cần của nghệ ED đã được nhiều người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng. Phát triển sản phẩm rượu cần sẽ góp phần động viên người dân mạnh dạn lập nghiệp từ sản phẩm truyền thống của dân tộc mình.